Đến tan đá rồi ha. Nếu mà đánh theo tan đá rồi để cuối cùng đóng gấp quá có thể nó bắt đầu cái nó cứng rất là nhanh và nó còn đá thì nó trên tay chân sẽ bị nhiều lúc mà để ra ngoài sẽ bị tan lúc mà nó sẽ xả ra đâu ra những phần cái này đá còn lại mình đậu lại không để một bảo anh em của mình sẽ cắt vô một màu đen, sẽ cắt cái đầu này nhỏ, sẽ níu một cái cua sô cô la. Khi thế này như thế này, khi mình đổ sô cô la trắng vào một tí, khi nó đã đông rồi sẽ rỡ ra, sẽ có được cua hoa văn như thế này. Làm sao mình sẽ lấy sô cô la vào rồi thăm lá chân thăm lỏng rồi sẽ cho vào đây ha. Rồi, mấy bạn qua làm đi, thầy làm hướng dẫn màu bìa cá thôi. Thẳng bao kem lên. Đẩy xin. Em muốn được, có cần quay vòng vòng không? Không. Để một chỗ thôi em. Bức trong mình phải nấu bức trong đó bức nhỏ màu thì còn mình bức cho bức màu kem cái gì màu hồng thì em cho nước gì đó, cái gì mà có màu hồng, cái gì cũng màu hồng.
thầy thầy nói tiếp theo mình vẽ gì và gì thầy. Cái nào này dễ hơn, đẹp, sang trọng, hiện đại, đơn trọng, hiện đại. Những mẫu này có thể là những cái này kéo phút động hả, nút phút động do hả, cùng ngồi sáu là trên dây. Thầy lấy màu thì cho nó đẹp. Cho rosa. Gì lớp này không cho thầy Quốc. Lớp lo về lo về. Ê, đưa tặng thầy Quốc nha. Rồi quay lại, cái này quay lại. Chắc phải bắt mấy con sò đỡ nó. Xoay qua đây miếng thôi. Xoay cho em thấy chữ lớp. Không ra. Thấy tiền được rồi, đẹp vậy, đơn giản còn đẹp thôi. Thôi để thầy làm rồi, thầy sẽ quay cho thầy làm cái gì. Thầy nói thầy. Nói đi thầy. Để em xem những mặt ấy, thêm chữ rosa lên đó. Rosa. Rosa. Nó ra chỗ lớp rosa đó. Rồi đóng dấu quản quyền. Chứ lộ là dít dít lên là xong rồi, hết lộn liền. Thôi.